vừa TikTok nhá. Hello. Anh em tôi chuyển nghề đi cứu trợ đây. Hai em lại đi ủng hộ đi cứu trợ người dân bị Covid ạ. Đi về tâm dịch Thái Nguyên. Yeah. Có thể nói là kín như bưng rồi đấy ạ. Đấy. Có một chàng trai đang làm thủ tục khai báo y tế. Không biết là ai đã nhét Covid vào trong cơ thể của tôi và anh ấy. Và anh ấy đang làm thủ tục khai báo y tế tại địa phương để về cách ly tại gia. Đấy, có thấy cơ quan chúng tôi chú đáo không? Mỗi người một bộ phòng chống Covid. Đấy, rất chi là hoành tráng, kín như bưng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cái tình hình con Covid nó tăng quá, làm cho là mọi người cũng khổ sở vất vả.